Nam Phi là đất nước hả? Đất nước nào? Tên nào? Tên Nam Phi là đất nước đâu? Quốc gia Nam Phi đó. Tên gì? Quốc tịch là Nam Phi đó. Đúng không? Không, đánh vần sai rồi. Sai rồi à? Sai? Anh giỏi quá. Tôi đi kiếm gái không? Dạ, kiếm gái. Gái nào? Gái Việt? Gái Đài Loan ấy. Gái Đài Loan. Gái Đài Loan sau này nhiều lắm. Gái Đài Loan nó khó khăn lắm. Không, sau này nhiều mà. Chụp mô hình nào? Picture. Picture. Ok. Quán em đang vắng khách, vô đây chụp về mai đang dơ. Ê, good. Anh nhiều tuổi chưa? À, không, ít tuổi. Ít tuổi à? Xem, ok. Tao ba mi được rồi. Anh nói tiếng miền Bắc không phải. Anh phải nói tiếng Nghệ An cơ. Tiếng Nghệ An khó hiểu. Đi mua nữa. Thế cho anh picture không? YouTube. Vừa luôn. Đúng rồi. Anh làm cắt tóc rồi. À, em làm cắt tóc. Anh người ở đâu? Anh người ở đâu? Nam Phi. Nam Phi à? Đúng rồi. Nam Phi very good. Sao? Anh giỏi quá. Anh chụp hình cho em cái đi. Việt Nam nhiều. Tiếng Việt không nhiều tiếng Trung Quốc đâu. Tiếng Việt giờ phổ biến lắm. Tiếng Việt number one. Việt Nam Phi. Chỉ biết tiếng Việt Nam thôi. Việt Nam Ba Năm. Anh có biết tiếng Việt không? Nước nào Nam Phi? Nam Phi là đất nước hả? Đất nước nào? Tên nào? Tên Nam Phi là đất nước đâu? Quốc gia Nam Phi đó. Tên gì? Quốc tịch là Nam Phi đó. Đúng rồi. Anh lấy Google xem. Google nói quốc tịch Nam Phi. Anh quay ở đâu đây? Anh nó ở YouTube. YouTube à? Đúng rồi. Anh YouTube tên gì? Em YouTube 1 triệu lượt xem này, 1 triệu lượt follow. Tên kênh là Kuselo và Châu Á. Anh ghi đi, em không hiểu đâu. Anh share và Châu Á. Cái gì đọc từ từ. Kuselo và Châu Á. Kuselo. K U S E. Không phải cái này đúng. U S E. Không phải là S E L O. Và Châu Á đó. Đây rồi. Ngon. Không phải, cái này không đúng. Cái này không đúng. Và Châu Á mà. Và Châu Á. Kuselo. Đúng không? Không, đánh vần không sai rồi. Sai rồi à? Ngon. Và Châu Á đúng không? Và Châu Á đúng không? Và Châu Á. Và Châu Á đúng không? Ngon đúng không? Ok đúng không? Ok rồi. Đúng chưa? Ôi, nhiều người thế. Không phải là người đâu. Được đấy. Anh ít lắm. Anh làm về cái gì đây? Cái này á. Làm Việt Nam đấy. Việt Nam ở đâu? Hà Nội. Hết vùng miền chứ. Hết vùng miền. Nó đi du lịch khắp đấy. Ngoài Bắc. Được đấy. Sau đó là 1 năm thành phố Vinh. Thành phố Vinh nhà của em đây rồi. Ok. Anh nói tiếng miền Bắc không phải. Anh phải nói tiếng Nghệ An cơ. Tiếng Nghệ An khó hiểu. Đi mua nữa. Đăng ký nha, đăng ký chưa? Em cảm ơn rất nhiều. Anh tuyệt vời quá. Dạ, cảm ơn. Đâu, chụp mô hình nào? Picture. Ok. Ai chụp? Chụp mô hình nào? Ok. Vô đây. Ê, đứng đường này đi. Đứng ngoài này đi. Anh ơi, vô đây. Chào mừng. Quán em đang vắng khách, vô đây chụp về mai đang dơ. Ê, good. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Anh nhiều tuổi chưa? Không, ít tuổi. Ít tuổi à? 18 à? Không, 29. 29 à? Xem. Ok, tao ba mi được rồi. Tao ba mi. Thú vị quá. Ở đâu Đài Loan đây? Ngủ ở đâu? Ngoài Bắc. Ngủ ở đâu? Xem nào. Gọi là thành phố nào ấy? Tân Bắc à? Thành phố Thảo Yên. Thảo Yên à? À, Thảo Yên. Nó gần thủ đô à, thủ đô. Tôi đi kiếm gái không? Dạ, kiếm gái. Ừ. Gái nào? Gái Việt. Gái Đài Loan ấy. Gái Đài Loan. Gái Đài Loan sau này nhiều lắm. Gái Đài Loan nó khó khăn lắm. Không, sau này nhiều mà. Hả? Có, sau này nhiều lắm. Nhiều nhưng mà khó khăn nữa. Không, già rồi. Mai có quay lại đây không? Mai ấy? Ừ. Thực ra mai em quay lại ở thành phố Thảo Nguyên. Ồ, mai quay lại Thảo Nguyên à? Quay lại Thảo Nguyên đi Tao Hóa. Được rồi. Được rồi. Vâng. Ok. Ôm gái. Ok. Em rồi. Ok. Thôi chị. Bye bye nhá. Xin chào ok. Vâng. Hẹn gặp lại sớm. Chào chú. Yep. And another surprise video in, not sure what this place is. It's kind of like a shopping center where there's like Vietnamese, Filipinos, and all types of other countries from Southeast Asia are represented. I don't know if you can see those flags there, but yeah. Cool place. It's called the ASEAN Square. ASEAN Square. Should check it out.